Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi người có một quan điểm sống, một cách sử dụng mạng xã hội. Tuy nhiên, theo phân tích của các nhà tâm lý, những người ít đăng trạng thái lên mạng xã hội thực sự là người rất khôn ngoan. Với sự bùng nổ của mạng Internet, điện thoại thông minh, ngày nay ai trong chúng ta đều có tài khoản mạng xã hội, nhưng cách ứng xử với nó có nhiều sự khác nhau. Con người làm việc gì hay suy nghĩ gì đều đưa lên trang cá nhân, chia sẻ với bạn bè, nhưng có người cả năm trời cũng không có một tin mới. Mỗi người có một quan niệm, nhưng chung quy lại, người ít đăng bài trên mạng xã hội đều thuộc ba kiểu này, họ thật sự rất khôn ngoan. 1. Người thật sự nỗ lực sẽ không bao giờ sống trong thế giới ảo. Đối với đa số mọi người, mạng xã hội thực ra là một nơi tập hợp cảm xúc mà ai ai cũng có thể nhìn vào. Khi chúng ta bắt đầu xây dựng hình ảnh cho bản thân, tạo ra một hình tượng mà ta muốn mọi người nghĩ về ta như thế nào, thì cũng tức là chúng ta đã đeo lên mình một chiếc mặt nạ. Dần dần, phần lớn mọi người đều bắt đầu để ý đến hình ảnh của mình trên mạng, để ý đến suy nghĩ của người khác về mình nhiều hơn là quan tâm đến cuộc sống thực tại. Họ học được cách giả vờ trên mạng xã hội, tỏ ra mình là người biết thưởng thức, có thật nhiều tài lẻ và quen biết rộng khắp. Nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, quay trở về hiện thực, con người vẫn phải đối diện với khó khăn, nỗ lực vượt qua nếu như không muốn bị xã hội đào thải. Người thực tế, họ biết nhìn vào thực tại và nỗ lực vươn lên không ngừng, không muốn nghe theo những lời khen sáo rỗng. 2. Người thật sự xuất sắc sẽ không bao giờ khoe khoang trên mạng. Trong thời đại mạng xã hội ngày càng thịnh hành như hiện nay, khoe nhà khoe xe, khoe chồng, khoe quan hệ, khoe thành tựu càng trở nên phổ biến và rộng khắp, có thể trở thành trào lưu trong cuộc sống. Cuộc sống trên trang cá nhân lung linh là vậy, ai nhìn vào cũng phải thả tim, tấm tắc khen vài câu tương tác làm người đăng cảm thấy lâng lâng, cũng cảm thấy mình có ít thành tựu, ít người theo kịp, nhưng mà người thật sự xuất sắc thì lại luôn kinh tiếng và rừng rừng. Rất rõ ràng, những kẻ ưu tú lúc nào cũng rất thực tế. Họ hiểu rõ mình đang sở hữu những gì và điều gì chỉ là hư ảo ngẫu nhiên. Họ không cần được chú ý để thấy mình đang tồn tại, không cần những lời khen tặng từ người khác để có cảm giác an toàn, không cần chứng minh hay khoe khoang điều gì với bất kỳ ai, cũng không rảnh để nghe người khác khoác lác. Việc gì cũng khoe trên mạng xã hội, phần lớn chỉ giải quyết vấn đề cái tôi cá nhân của bạn, còn phần lớn người xem sẽ xem bạn như một điều phiền hà. Việc bạn hay khoe sẽ khiến người khác có cái nhìn khắt khe hơn với bạn và cho rằng việc bạn phạm sai lầm hay gặp xui xẻo là điều công bằng mà thôi. Chẳng có cuộc đời nào có thể vui vẻ mãi mãi. Sẽ có những lúc bạn gặp phải những điều không hay trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu chót khoe quá nhiều, người khác sẽ chỉ nhìn thấy xui xẻo của bạn với đôi chút tội nghiệp và có phần nhiều là hả hê. Một cặp đôi lúc nào cũng đăng ảnh yêu thương ngập tràn, tình cảnh thắm thiết trên Facebook. Khi chia tay, hẳn không ít người sẽ thầm nghĩ, đấy, khoe cho lắm vào cũng có hơn ai đâu. Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng, người thường xuyên đăng trạng thái hay ảnh về những điều mình đạt được hay sở hữu có xu hướng tự ti về bản thân, tìm kiếm sự chấp thuận từ người khác. Điều đó thúc đẩy họ cố gắng tìm mọi cách để đạt được nhiều lượt thích, nhiều lượt bình luận hơn. Không ít trường hợp vì muốn được thỏa mãn cái tôi mà họ đã sử dụng Photoshop hoặc mượn đồ sống ảo để rồi chịu đựng sự xấu hổ khi bị vạch mặt. Ngoài ra, việc khoe quá nhiều trên Facebook còn gián tiếp tiết lộ thông tin cá nhân của bạn. Nhiều ông bố bà mẹ cuồng con tới mức đăng tất cả các hoạt động thường ngày của con lên trên mạng xã hội một cách đầy tự hào, từ đi đâu, đi cùng ai, ăn gì, học trường nào. Điều đó có thể trở thành thông tin có hại nếu rơi vào tay những kẻ có ý định xấu như bắt cóc tống tiền. Mạng xã hội hay bất cứ điều gì trong cuộc sống đều có hai mặt. Điều quan trọng là bạn cần biết nên làm gì để hạn chế tối đa những tác động có hại đến bản thân mình. Do đó, hãy cân nhắc lại khi có ý định khoe chiếc xe mới mua hay chuyện vừa kiếm được bao nhiêu tiền trên Facebook. 3.
người có tu dưỡng sẽ không bao giờ chốt cảm xúc của mình lên mạng xã hội. Dám chắc nhiều người trong chúng ta đã từng gặp nhiều chuyện như thế này. Sáng sớm ngày ra lướt mạng xã hội, thấy một số thứ đáng sợ như những dòng trạng thái tình cảm bì lụy. Có những người được ví y như cái thùng rác, tỏa ra toàn thứ năng lượng tiêu cực và cảm xúc độc hại. Họ dễ nổi giận, thấy người khác tốt đẹp là ngứa mắt, thích oán trách, gặp chuyện gì không đồng ý là cứ như dốc ngược cái thùng rác ra, đổ hết tâm trạng tồi tệ của mình lên mọi người xung quanh. Đăng quá nhiều trạng thái bi lụy, truyền đi năng lượng tiêu cực, gây ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác chỉ là một hành vi suy giảm trí tuệ cảm xúc và cắt đứt các mối quan hệ của mình xung quanh. Những người thông minh sẽ biết chọn bạn mà chơi. Họ dị ứng với những người chỉ biết than thở, quẩn quanh với những suy nghĩ tiêu cực. Mạng xã hội là một con dao hai lưỡi. Nếu không biết sử dụng đúng lúc, đúng chỗ, mọi thứ chỉ còn là hư vô. Mỗi buổi tối ngồi lướt Facebook hay Instagram, tôi lại bắt gặp không ít những dòng chia sẻ tâm trạng, hình ảnh, bài viết về những niềm vui, nỗi buồn mà bạn bè tôi trải qua hàng ngày. Thông thường, những nội dung tiêu cực chiếm ưu thế hơn hẳn. Một số người bạn của tôi, mỗi lần đăng một tấm ảnh đại diện là lại kèm theo những câu trích dẫn truyền cảm hứng, như hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Thành công chỉ đến với những người thật sự nỗ lực. Còn có trường hợp, mỗi khi buồn, thất tình, gặp khó khăn trong công việc là các bạn chia sẻ hàng loạt những trích dẫn, video, hình ảnh mang tính tiêu cực, thậm chí là phản cảm. Như vậy, chỉ qua cách sử dụng mạng xã hội, chúng ta cũng có thể đoán được một người có tính cách, thói quen, tư tưởng hay thậm chí là độ trưởng thành như thế nào. Người trưởng thành thường không chia sẻ cảm xúc cá nhân qua mạng xã hội quá nhiều, bởi họ không có nhiều thời gian để làm việc đó. Người trưởng thành luôn bận rộn với công việc, học tập, cơm áo gạo tiền thì lấy đâu ra thời gian để ngồi máy tính, để sống ảo trên Facebook. Chỉ khi bạn rảnh rỗi, an nhàn hay thất nghiệp thì thời gian dành cho mạng xã hội của bạn mới nhiều. Còn với người trưởng thành, thay vì mang chuyện cá nhân lên mạng xã hội cho cả thiên hạ biết, họ tìm cách giải quyết nó ngay lập tức. Bởi họ hiểu rằng, đăng ảnh, chia sẻ bài viết, bình luận dạo không giúp cho tình trạng khó khăn được cải thiện. Đó là lý do vì sao, theo thời gian, người thành công càng ít sử dụng mạng xã hội và thay vào đó là tìm đến sách, báo chí, thể dục thể thao để đầu tư cho bản thân. Bạn cũng có thể học tập điều này từ những người trưởng thành ngay từ hôm nay, thông qua việc hạn chế sử dụng mạng xã hội và tập trung vào đầu tư cho chính mình. Nghiên cứu mới đây của Công ty Quản lý Mạng xã hội và Công ty Quảng cáo Kỹ thuật số We Are Social đã cho thấy, trong thời lượng 6 tiếng 52 phút online mỗi ngày, người Việt dùng đến 2 tiếng 37 phút để vào mạng xã hội. Đây rõ ràng là con số xếp thứ hạng cao trong khu vực và thế giới. Điều đó cho thấy, ngoài những lợi ích mà mạng xã hội mang lại, thì các tác động tiêu cực cũng có nhiều cơ hội xảy ra hơn. Những sự việc liên quan đến các thành phần giang hồ mạng trên Facebook, những vụ bê bối của các hot girl, nghệ sĩ trong thời gian qua lại càng khẳng định tính hai mặt của mạng xã hội. Tình trạng phức tạp của các nội dung độc hại, tin giả, lừa đảo, ăn cắp thông tin cá nhân có thể ảnh hưởng xấu đến bạn bất cứ lúc nào. Vì vậy, việc chia sẻ cảm xúc dù là vui hay buồn quá nhiều hoàn toàn có thể khiến bạn dễ bị tác động bởi kẻ xấu. Hơn nữa, người trưởng thành thì luôn có nhận thức đặc biệt về con dao hai lưỡi này. Trừ những người kinh doanh online, một doanh nhân hay một người thành đạt luôn coi mạng xã hội là công cụ giải trí, chứ không phải là nơi để giải bày tâm sự với thiên hạ. Với họ, Facebook hay Instagram chỉ thỉnh thoảng đăng vài tấm hình đi du lịch, chia sẻ một số nội dung tiện ích. Và đương nhiên, thông tin cá nhân, cảm xúc của họ cũng rất ít khi được thể hiện. Bản thân tôi cũng từng là một người nghiện Facebook trầm trọng. Lúc mới biết đến Facebook, tôi không chỉ tốn nhiều thời gian cho nó, mà còn mải mê đăng ảnh, trạng thái, bình luận dạo trên các fanpage. Cũng có thời điểm, tôi thường xuyên trải lòng bằng cách chia sẻ những bài viết phù hợp với tâm trạng. Nhưng sau này tôi nhận ra, điều đó không hề giúp mình bớt buồn, bớt thất vọng với cuộc sống được. Có một điều chắc chắn là sẽ có người thật lòng quan tâm những vấn đề khó khăn của bạn.
nhưng cũng có không ít người coi đó là sự tiêu khiển và cảm thấy hả hê mỗi khi bạn nói lên nỗi lòng của mình trên mạng xã hội. Hơn nữa, nhiều người sẽ đánh giá tính cách của bạn, có thể coi bạn là người có thái độ sống tiêu cực, thiếu chín chắn, chưa trưởng thành và dần dần coi thường và xa lánh bạn. Do đó, chúng ta nên hiểu rằng việc chia sẻ cảm xúc qua mạng xã hội không hề giúp bản thân vui hơn và tìm ra cách giải quyết vấn đề mà còn tạo ra tác dụng phụ. Người trưởng thành luôn có phương pháp đối mặt với nỗi buồn, sự cô đơn, thất bại và các cảm xúc tiêu cực. Họ sẽ hỏi ý kiến của những người đáng tin cậy nhất như bạn thân, gia đình, người đỡ đầu, thay vì mang nó lên Facebook, Instagram hay Zalo cho cả thế giới biết. Ngoài ra, một người khi đã trải nghiệm sẽ luôn trân trọng những giá trị của thực tế như sách, báo chí, âm nhạc, phong cảnh đẹp, nhưng mối quan hệ tốt đẹp hơn là những giá trị ảo trên mạng xã hội. Và quan trọng là người trưởng thành không bao giờ ca thán, than vãn quá nhiều, mà họ tập trung và tìm cách giải quyết vấn đề trước. Dẫu biết rằng mạng xã hội là một phần không thể thiếu trong thời đại số hóa ngày nay, nhưng chúng ta không nên phụ thuộc và coi nó như mảnh đất để giải tỏa cảm xúc, bởi vì việc này chỉ khiến chúng ta mãi mãi là những đứa trẻ vui buồn vô tư, vô lo vô nghĩ. Trong khi đó, người trưởng thành thì luôn hành động theo lý trí và học cách kiểm soát cảm xúc. Ngay từ bây giờ, hãy bắt đầu trưởng thành từ việc hạn chế chia sẻ cảm xúc qua mạng xã hội, và thành công sẽ được dọn đường để đến với bạn sớm mà thôi.